Xin chào mọi người, hôm nay Triumph vừa cập bến những mẫu xe mới 2025 nha mọi người. Đó, đang về đây luôn, vừa về luôn. Thì tất cả mẫu xe 2025 đã cập bến tại đây rồi. Thì chuẩn bị cái sự kiện Việt Nam Motor Show á, thì Triumph nha mọi người, thì sẽ trưng bày tất cả các mẫu xe 2025. Thì nếu mà được á, thì thân mời mọi người tới sự kiện Motor Show. Tại vì showroom bên mình á, thì gần cái trung tâm triển lãm Motor Show ngay đây luôn. Đó, thì em nào mà cần muốn xem xe hoặc là thì cứ hãy nhắn Yến. Với lại là một điều đặc biệt như vậy nè, là trong những cái ngày Motor Show á, ai mà chốt deal nóng á thì chốt tại chỗ á, thì có những cái ưu đãi rất là nhiều nha mọi người. Đó, đây Yến sẽ quay sơ những cái xe mà sẽ chuẩn bị có tại sự kiện Motor Show. Thì đây mình có con Rocket nè mọi người, Rocket bản R Bonneville, màu mới 2025, Daytona T100 màu mới, T102 màu mới, Citroen 900 màu mới, Trident Tribute. Đó, tất cả là màu mới xe 2025 hết rồi. Thì thân mời mọi người và anh chị em tới sự kiện Motor Show để mình xem qua những cái mẫu xe mới này. Màu mới đẹp lắm. Và đây có con màu mới của T102. Rồi, đây nha mọi người. Rồi thôi, mình chắc xe đây. Giờ anh chị em nào muốn tham khảo những mẫu xe này thì hãy nhắn Yến, Yến sẽ hỗ trợ mọi người. Wow, Rocket này màu đen này mọi người, bản R nha. Cái màu đậm màu cam này đẹp quá. Đây tôi đang màu trắng. Đây 100. Rồi, anh chị em nào muốn xem và sở hữu các màu xe của nhà Triumph với deal tốt thì hãy tới ngay sự kiện hoặc là tới showroom để gặp Yến nha. Yến sẽ làm giá tốt cho mọi người luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Đó, wow, bumper màu mới đẹp quá mọi người ơi. Rồi, sự kiện Motor Show sẽ nằm phía bên đây nè mọi người. Đó, cái chỗ trung tâm này nè. Đó. Rồi, showroom mình sẽ nằm ở ngay đây. Rồi, anh chị em nào mà cần deal tốt, xe tốt, deal tốt, xe ngon chạy thì cứ liên hệ nhanh với Yến nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem.